Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Xbox Cloud Gaming, kênh chuyên về Xbox Cloud và sẽ bán gói Xbox Cloud và sẽ review những cái đồ cần thiết cho Xbox Cloud Gaming, ví dụ như tay cầm. Đó. Thì video này thì mình sẽ muốn thông báo với các bạn đó là bên mình đã cập nhật tool Xbox Cloud tiện ích cài đặt cho Xbox Cloud Gaming lên bản 4.0 rồi nhé. Thì bản mới này có gì? Thì ở trong video này mình sẽ nói nha. Đó. Bản 4.0 ấy thì sẽ khác so với cả bản V3, đó là sẽ tự động toàn màn hình, tự động tràn viền nhé. Đó. Toàn màn hình là nó sẽ bật full screen lên và tràn viền thì nó sẽ tràn viền hai bên luôn nhé. Đó, xóa đen viền hai bên và sẽ hiển thị ping FPS. Đó. Hiển thị ping FPS đó. Đây có ảnh minh họa đây thì nó sẽ hiển thị ping FPS như này nhé. Đó. Và sẽ mình đã để tùy chọn máy chủ, có các bạn có thể tùy chọn máy chủ đó, để là Japan, mặc định là sẽ là Japan nhé. Hiện tại nếu mà các bạn chơi ở Việt Nam ấy, thì Japan với cả South Korea thì sẽ là hai server mượt nhất rồi. Đó. Tiếp theo sẽ là có thể tùy chọn độ phân giải, mặc định thì mình đã bật là 1080 rồi nhé. Đó. Chế độ 1080 này thì bạn nào mà mạng mạnh ấy, thì cứ bật nhé. Còn nếu bạn bạn nào mạng yếu muốn giảm chất lượng đồ họa để tăng cái độ mượt thì các bạn hãy để là 720p. Ok. Tiếp theo thì là sẽ có chế độ tăng nét. Đây. Chế độ tăng nét ấy, thì ví dụ ở đây thì mình đây nó sẽ ở trong cái phần là bật 3 chấm lên và sẽ cài đặt tràn viền này này. Đó. Thì nó sẽ xuất hiện cái tăng nét này. Các bạn có thể tùy chỉnh. Mặc định nó sẽ để 2 nhé. Đây. Tăng nét nếu mà các bạn mặc định ấy, thì nó sẽ như này. Để 2 là mặc định nó sẽ bật. Đó. Nó sẽ nét như này. Còn nếu mà các bạn tắt ấy, nó sẽ như này. Đó. Đây là hai cái khác nhau. Cái ping và FPS hiển thị ở đây ấy, thì các bạn cũng có thể tắt hoặc bật bằng cách bấm vào cái nút bật hiện là ping FPS này nhé. Ok. Đó. Tiếp theo là sẽ có full phím mạo cho mọi game ở trên cả trên iPhone, cả trên Android hoặc là máy tính bảng. Đó. Thì bạn nào mà quan tâm muốn sử dụng cái tool Xbox Cloud Gaming này thì hãy tham khảo các gói Xbox Cloud Gaming Việt Nam bên mình đang bán, chỉ có giá là từ hơn 100k một tháng thôi. Bạn nào cần thì hãy liên hệ Zalo của mình nhé. Đây, Zalo mình có để ở kênh YouTube của mình hoặc là các mô tả video ở kênh YouTube của mình. Ok, mình sẽ vào trải nghiệm tool mới nhé cho các bạn xem. Khi mới cài đặt thì nó sẽ mặc định, mình sẽ xóa bỏ cài lại cho các bạn xem nhé. Đây, ở đằng phía dưới này thì có hướng dẫn cài đặt. Bạn nào cần ấy, thì hãy mua gói Xbox Cloud Việt Nam bên mình. Thì mình sẽ gửi cái tool này và hướng dẫn các bạn cài đặt nhé. Ok, mình sẽ cài đặt lại cho các bạn xem là từ đầu nó sẽ như nào nhé. Ok. Cài đặt này, ok. Mình đã cài đặt lại rồi. Mình đã cập nhật lên bản 4.0 thì bây giờ mình sẽ vào test cho các bạn xem. À, thì cho các bạn nào chưa biết ấy, thì Xbox Cloud sẽ giúp các bạn chơi rất là nhiều game PC ở ngay trên điện thoại, hỗ trợ cả iPhone, Android, PC, laptop. À, ở đây thì mình có dùng máy tính bảng để cho các bạn dễ nhìn. À, có thể sử dụng trên cả iPhone, iOS đều được nhé, iPad, iTouch các thứ. Và mình sẽ đây là bảng tool này, các bạn có thể chọn máy chủ này, chọn máy chủ mặc định sẽ là Japan. Đó, full màn sẽ bật tự động. Đồ họa sẽ là 1080 mà mở tự động nhé. Sẽ có phím ảo tự động và sẽ mở tool lên thì sẽ không cần kết nối VPN. Đó. Ok, thì mình sẽ vào trải nghiệm bản 4.0 cho các bạn xem. Ok. Đó các bạn thấy không? Thì khi vừa vào game ấy thì nó sẽ tự động tràn viền. Đó, mình đã cài đặt sẵn rồi, tràn viền và sẽ hiện là thị FPS và ping ở đây. Đó. Thì các bạn muốn bật tắt FPS ấy, thì các bạn có thể chọn vào 3 chấm này.
các bạn có thể chọn là 3 chấm, chọn là bật tắt hiện FPS ping này. Đó, các bạn thấy không? Đó. Còn tiếp theo là chế độ tràn viền. Thì ở đây có 3 chế độ. Mặc định nó sẽ để tràn viền. Đó. Và tiếp theo là mặc định, có chế độ mặc định và chế độ tùy chỉnh. Mặc định thì nó sẽ không tràn viền. Đó, nó sẽ để bình thường. Đây là chế độ mặc định này. Đó, thì nó sẽ không tràn viền. Mình đã setup sẵn là mặc định nó sẽ tràn viền thì nó sẽ như này. Ok. Tiếp theo là về chế độ sắc nét ấy. Thì khi các bạn tăng nét lên. Đó, thì nhìn nó sẽ game nó sẽ nét hơn. Đó, bạn nào các bạn để ý nhé. Hoặc là giảm nét đi thì nó sẽ để mặc định. Đó. Ok. Mình sẽ bật FPS lên, mình sẽ chơi một ván nhanh cho các bạn xem. Trong FIFA 23 ở trên Xbox Cloud này thì các bạn có thể chơi đá online bạn bè bình thường, chơi các red mod bình thường, các cái chế độ như trên PC luôn. Đồ họa rất là đẹp. Nếu mà các bạn có máy tính bảng hoặc là iPad ấy, thì chơi rất là tốt. Kết hợp với cả cái tay cầm như mình này, chơi rất là tốt luôn. Và mình sẽ skip một đoạn này, đá nhanh thôi nhé. Đá nhanh một trận cho anh xem. Test game. Mình chỉ cho các bạn một mẹo ở trên FIFA 23, đó là chúng ta có thể chỉnh camera, chỉnh camera cho nó đẹp hơn. Đây, mặc định này thì nó sẽ như thế này. Thì các bạn mà chơi ở trên mặc định thì nó sẽ là để là classic này. Thì khi các bạn chơi ở trên máy tính bảng hoặc là điện thoại thì nhìn nó hơi bé, đó, nhìn người nó hơi bé. Thì mình chỉ cho các bạn đó là chính là chúng ta sẽ chỉnh cam sang dynamic nhé. Đây, các bạn sẽ vào cài đặt này, các bạn sẽ bấm RB. Đó, chuyển. Các bạn cài đặt cái phần single play camera này nhé. Chuyển thành dynamic cho mình. Chuyển thành dynamic ấy, thì camera nó sẽ rất là gần. Mình rất là thích cái camera này vì nhìn sân nó cũng đẹp hơn và nhìn người nó cũng to hơn. Đó. Chơi nó sẽ ở trên điện thoại thì nhìn nó người nó không bị bé. Đó. Ok, đúng không? Đó. Chơi như thế này thì rất là ok. Đá nhìn người nó rất là phù hợp với cả màn hình điện thoại hoặc là màn hình iPad. Đó. Đó. Ok. Có thể đưa bên này. Đây là joystick bên này. Đó. Ping hiện tại mình nhà mình chơi ấy, ở trong phòng của mình đặt wifi thì ping nó khoảng 100. Đó. Còn khi mà mình xuống tầng 1, xuống phòng khách ấy, thì ping nó khoảng 120-130. Chơi Xbox Cloud Gaming này thì rất là quan trọng về mạng nhé. Nên là các bạn muốn chơi mượt ấy, thì các bạn hãy để gần wifi, sử dụng wifi, kết nối wifi gần nhất có thể, gần ở trong phòng. Còn nếu các bạn ví dụ như là cách xa wifi một phòng hay là từ tầng 1 xuống tầng 2 ấy, thì nó sẽ bị gọi là nó bị wifi nó sẽ bị ping kém, nó sẽ bị chậm. Đó, mình luôn 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 nhắc nhở các bạn đó là chơi Xbox Cloud cái mình ấy thì sẽ luôn ưu tiên về mạng. Đó. Các bạn muốn chơi mượt nhất ấy, thì các bạn hãy để wifi ở trong phòng các bạn và các bạn chơi bằng wifi. Đó. Còn không thì các bạn có thể kết nối bằng những cái hub. Bằng những cái hub như thế này. Chúng ta sẽ kết nối mạng LAN, cổng LAN vào đây. Thì bao mượt luôn. Nó sẽ không xảy ra một tình trạng giật lag nào cả. Đó, mình đã thử rồi. Các bạn cần thì video sau thì mình sẽ hướng dẫn nha. Các bạn có thắc mắc gì về cách cài đặt ấy, ping FPS hay là những cái thứ gì thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Thì mình sẽ giải đáp và mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn. Đó. Ok. Ở trong Xbox Cloud mình sẽ test game khác này. Ở trong Xbox Cloud Gaming thì rất là nhiều game. Mới cập nhật thì là có Resident Evil 2 rất là hay. Mình sẽ sang đây test một xíu nhé. Resident Evil 2 rất là đỉnh cao luôn.
Game này thật sự là rất đỉnh cao luôn. Hôm trước mình có chơi, chơi cuốn quá nên mình chơi hẳn hơn 1 tiếng cơ. Đó, rất là cuốn. Game này đồ họa rất đẹp, đồ họa rất là đẹp và kinh dị, kinh điển của Capcom luôn. Đó. Các bạn nào mà cần mua gói Xbox Cloud Gaming hỗ trợ Tuna này Rất thì hãy liên mình hệ tham khảo các cái gói ấy, ở game Xbox bắt bên đầu rồi. mình nhé. Đó. Ok, video của mình đến đây là kết Ok. thúc. Đó. Bạn nào quan tâm đến dịch vụ Xbox Cloud hoặc là những cái vấn đề về Cloud Gaming, hãy đăng ký kênh của mình để nhận được những thông tin và những video mới nhất. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.